Người cùng theo chân bên mình trong một ngày làm việc nha. Khi mà tờ mờ đêm thì tụi mình phải chuyển hàng hóa vào bên trong sảnh, sau đó từ âm thanh, ánh sáng, đơn vị trang trí, setup, tất cả các đơn vị cộng lại chắc cũng vài chục người cho một sự kiện. Đó là điều hiển nhiên và không biết là mọi người có biết không, khi mà mọi người đang ngủ thì bên mình sẽ bắt đầu làm. Thì khi mà chuyển hàng hóa vô trong đêm thì trong đêm đó mình phải làm cho xong để mà sáng mai chỉnh chu lại, chứ nhà hàng nhiều khi còn phải tiếp khách thì không thể nào cho mình được. Từ các đơn vị hoa chuyển đến, từ các tỉnh chuyển về, sau đó chuyển dụng cụ, đạo cụ vào bên trong. Mình chia sẻ lên cho mọi người có thể thấy được cái nghề sự kiện mình đó. Nhiều khi mình quay lên, clip lên cho mọi người xem thì đôi khi là mình quay bằng điện thoại nhanh gọn. Nhưng mà nếu mà mọi người theo chân mà hành trình một ekip mình làm thì mình tin chắc rằng là mọi người sẽ cảm nhận được cái độ làm của tụi mình nó có những cái vất vả và có những cái khó khăn như thế nào. Tụi mình không phải nói ra để cho mọi người cảm thấy thương, nhưng mà bởi vì đương nhiên là tụi mình là những người làm để lấy tiền thì chắc chắn rồi. Nhưng mà không phải là sự kiện nào hay dự án nào cũng sẽ có được những cái điều như mà mọi người nghĩ rằng là dễ kiếm đồng tiền. Bản thân bên mình thì làm truyền thông cho các đám cưới của mình, làm mong muốn rằng là mang đến những cái thước phim hay nhất để mọi người có thể hiểu được, cũng như là khách hàng có thể cảm nhận được rằng là chúng tôi những người làm nghề đã và đang làm như vậy. Thì mình hy vọng rằng là chia sẻ cho mọi người để mọi người có thể thấy được cái góc hậu trường. Đã nói về hậu trường thì sẽ không bao giờ có sự chỉnh chu hay là đẹp, nhưng mà khi mà lên thành phẩm rồi thì nó sẽ được hoàn mỹ hơn. Thật ra thì đăng clip mà thành phẩm rồi thì mọi người sẽ không xem đâu, bởi vì đơn giản nó vài giây vài phút đó mình chỉ hoa, nhưng mà sẽ không hiểu được quá trình làm. Nhưng mà khi mà quay lại cái ekip mà gần cả trăm con người thi công cho những cái sự kiện thì mọi người mới thấy được rằng là chúng tôi là những con người rất là siêng, thức đêm thức hôm làm kiếm tiền mà ai cũng vậy thôi. Nhưng mà đây là những người phải trẻ, phải có tình yêu với nghề, và đặc biệt là bao nhiêu năm rồi cứ sự kiện này nối tiếp sự kiện kia. Mọi người biết là mỗi lần mà làm xong bàn giao sản phẩm cho cô dâu chú rể, khi mà cô dâu rể cười hoặc là gia đình cười thì nhiều khi có những cái tiệc mà nước mắt vỡ òa luôn, bởi vì quá mệt rồi thức đêm thức hôm, nói chung là nhiều cái lắm đó. Mọi người thấy từ cái việc làm lớn hay nhỏ, show lớn hay show nhỏ thì đều là thủ công, đến từ công sức của con người, từng thành viên trong đó mọi người đều phải đóng góp để mà mang đến một cái sản phẩm tốt nhất, chứ không phải lúc nào cũng đơn giản mà kiếm được đồng tiền, đúng không ạ? Rồi cứ như vậy sự kiện này nối tiếp sự kiện kia. Những con người âm thầm lặng lẽ đó là nhân viên ha, còn bản thân mình là đương nhiên phải công khai rồi, cứ âm thầm và lặng lẽ như vậy rồi mang đến những sản phẩm tốt đẹp nhất cho khách hàng. Thật sự là mỗi lần mà khách hàng khen mình cảm thấy vui lắm, bởi vì khách hàng đã hiểu được một phần công sức của ekip. Và mình cảm thấy rất là tự hào khi được làm nghề này, được tiếp xúc với rất là nhiều khách hàng có điều kiện. Đăng lên mọi người nói ôi trời, tại sao lúc nào cũng nói khách quyền lực, khách giàu có, giống như kiểu bia lăng xê rồi mệt mỏi quá. Nếu mọi người mệt mỏi quá thì mọi người nghỉ ngơi đi, đừng xem clip của mình nữa. Còn ai thương mình thì ủng hộ tinh thần xem clip, còn cứ xem mà mệt quá thì nghỉ ngơi cho khỏe, đúng không? Nói ra vậy thì nghe kỳ quá, đúng không? Mà thật sự là vậy đó mọi người, nghề nào nó cũng sẽ có cái khó, nghề nào cũng sẽ có cái cực, nhưng mà hơn ai hết là tình yêu với nghề nó lớn lắm. Tụi mình làm là những con người rất là yêu nghề mới ra được sản phẩm đẹp, và sau khi cuối cùng rồi thì nhìn lại thành quả của mình làm thì tuyệt vời, vô cùng tuyệt vời và vô cùng cảm thấy hạnh phúc đó. Mà mọi người xem đó, sau khi những cái công đoạn gần cuối rồi đó, bây giờ là quay lại thì mọi người mới thấy được rằng là tụi tôi làm đâu phải đơn giản, đúng không? Mang đến cho mọi người cảm thấy rất là mãn nhãn, đúng không? Mình quay lại những cái màu tối như thế này để cho mọi người biết rằng là đây là góc hậu trường, mà mình hoàn toàn không có show sản phẩm. Show sản phẩm thì gọi là bia, nhưng mà bên mình thì chỉ là quay hậu trường cho mọi người hiểu được cái nghề của mình. Rồi cứ như vậy, hết sự kiện này vừa xong tháo xuống là đến sự kiện khác, thì mọi người hiểu nha. Hết sự kiện này lại đến sự kiện khác là mọi người hiểu là cái độ nhiều show của mình nó như thế nào nha. Bởi vì lý do đơn giản lắm, mình làm giá rất là vừa phải, mình trân trọng khách hàng, mình tôn trọng, mình làm bằng cả đam mê. Chính vì vậy cho nên khách hàng nào thích sản phẩm của mình cũng đều yêu thích cái phong cách làm việc của mình, và cứ như thế là mọi người sẽ luôn luôn ủng hộ mình và đồng hành cùng mình. Đây là mình quay lại cho mọi người coi một cái sự kiện mình làm và thành quả cuối cùng mà mọi người có thể nhận được. Đó giờ mình lại không có quay những clip này, nhưng mà hy vọng là nếu lần này mà mọi người ủng hộ tinh thần xem nhiều những clip như thế này thì sau này mình sẽ tiếp tục là cứ làm xong lại quay những clip tiếp tục cho mọi người xem. Đó, cả nhà có thấy tiền này đẹp không? Cho mình xin một ít cái cảm nghĩ của mọi người, cũng như lấy đây là tông trắng tinh nha cả nhà. Tông trắng thì nó không bắt mắt lắm, nhưng mà cô dâu thích, mình không thích. Đó là tùy mỗi người mỗi gu. Mình thì thích nó hồng hồng, mình thấy lòe loẹt, gu mình thấy sến mà, đúng không? Nhưng mà sến như mình là phải có ngân sách, phải có kinh phí chứ, phải muốn là sến, đúng không? Chứ không phải là muốn là sến được. Có những cái mà bạn muốn cũng không được, phải có ngân sách và có điều kiện. Đó, hoa rồi lung linh không cả nhà? Coi đến đây cả nhà có thích không? Không biết là mình nói gì nữa để cho cả nhà có thể giữ chân đến coi cuối clip. Nhưng mà cuối clip thì mình sẽ cho mọi người biết rằng là hôm nay mình đang làm một show khác, một cái tiệc khác, và đang làm ngày hôm nay luôn, tại thời điểm mình đang clip luôn đó. Mọi người có thích không? Nếu mà thích thì còn chờ gì nữa, cho Thứ xin vài cái bình luận yêu thương đi để mình cảm thấy vui hơn. Đây đó, cái show tiếp theo mình đang làm nè, ở đâu ra nè, mọi người xem đi. Đây là cái góc hậu trường mà bên mình đang trong quá trình chuẩn bị hậu trường hoa, hậu trường trang trí cho ngày hôm nay. Vâng, mình là Simon Tứ, chuyên chia sẻ những clip hậu trường về hoa cho chính mình làm. Cảm ơn cả nhà nhớ đồng hành theo dõi cùng mình. Bán đi rồi đám cho cái đám mua lại cũng chưa có cái này.